Xin chào các bạn, thành phố xanh lam linh hoan nghênh các bạn khám phá con đường tơ lụa trên mây chỉ với một nốt kích. Điểm check-in đầu tiên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Quảng Tây. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Quảng Tây hoạt động từ năm 2018 cho đến nay đã tổ chức tất cả 1021 các buổi biểu diễn, bao gồm có kịch múa, kịch nói, kịch khí của Trung Quốc và các buổi hòa nhạc vân vân. Vào dịp cuối tuần, có thời gian rảnh rỗi, người dân Lam Linh rất thích đến đây để thưởng thức và cảm nhận về âm nhạc,